Ơi, chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay mình sẽ làm món gắn nướng mía. Món nướng ngay cả nhà. độc lạ nha cả nhà. Đây, giờ mình mới làm gắn xong. Giờ mình Mình đang trộn. mới mới làm xúc xích xong này cả nhà. Trộn gia vị. Chào cả nhà nha. Hôm Còn nay đây là xúc xích, mình sẽ nướng cho cháu ngoại mình ăn luôn đó nha cả nhà. Xúc xích ướp sả tế nướng. chào chào các Đây, tới ướp xúc xích nè cả nhà, ướp xúc xích nướng cho cháu ngoại mình ăn. Đây, xúc xích ướp sa tế, trộn lên, ướp xương xương này, nó nhiều quá nó cay, sa tế cay sợ nó ăn được nha cả nhà. cay phun lửa ra luôn á. Đây, cả nhà thấy không, gắn ướp nè. Nhà ơi, có Mình một thấy thèm không cả nhà, thấy món ngon chưa? món nước chấm nữa nè cả nhà. Đây là tương ớt, Đây, đây tương là ớt. gắn, đây là xúc xích nha cả nhà. Ướp Đây. ra tùm lum hết trơn luôn rồi cả nhà ơi. Đây là cháu ngoại mình nè. Cháu ngoại. Cháu ngoại mình nghe cả nhà. Đây. Đang ăn xúc xích. Tên là Cu Bo. Bo xì. Cô tay nó bẩn lắm. Mình sẽ bó cây vô cho nó cứng mà dễ nướng nha cả nhà. Để nó ra ướp ra than luôn. Cho cháu ngoại mình ăn. Đấy, sở vô thẳng gan, nhìn quá đẹp, dễ nướng quá. Đẹp xúc quá. Xúc xích dành cho Cu Bo. Xúc xích dành cho Cu Bo. Hai cháu đem đi nướng ngay cả nhà. Đó, xong mình đi đốt than nướng cả nhà. Đây, xúc xích đã sẵn rồi. Còn đây là gắn đã ướp nè cả nhà, cho nó thấm rồi mình đốt than cả nhà. Cả nhà ơi, gắn mình đã quấn vô cây mía xong rồi cả nhà. Đây cả nhà xem, đã quấn xong vô cây mía. Mình sẽ đi đốt than nha cả nhà. Rồi, mình đang đốt than nướng cả nhà ơi. Mới để lên rồi mở nó chảy nhuyễn một xèo xèo nha cả nhà. Nhà mình xung quanh nước này ngập lúc cái trời cái nhà. Thanh Hoa chân thành cảm ơn cả nhà đã xem bằng hộ kênh của Thanh Hoa. Xin chân thành cảm ơn. Xung quanh nước này cái nhà. Có nền nhà không à? Có đống đá giữa sân. Mình đem ra mình nướng trên đống đá luôn. Nó chảy mỡ ra nè cả nhà. Đều đều đó ha. Làm tiếp không cho ý làm luôn. Quá ngon. Mình thấy ngon hấp dẫn quá cả nhà. Nướng chín rồi đó nha cả nhà, vàng rồi đó nha. Gắn nướng khô rồi đó nha. Đó, ngon chưa? Cả nhà ơi, gắn chín rồi nghe cả nhà. Đó. Chín rồi. Rồi, cả nhà ơi, gắn đã chín nha. Em vô. Rồi tới xúc xích nữa. Quá trời ngon luôn. Cái gì ngon? Rồi, chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha. Mời cả nhà ăn gắn với mình nha cả nhà. Đây, mới nướng xong. Cả nhà, mời cả nhà ăn xúc xích với con nha. Đây, xúc xích cho mình cháu ngoại. Nè. Một cây xúc xích. Cho cháu ngoại. Quá cả nhà ơi. Gắn vô ăn ngay cả nhà. Mời cả nhà ăn với con nha, xúc xích này cả nhà ơi. Đi
trước lên để nhỏ thấp cái này đùa lên để là để cây đó để mạnh lên về bữa dạ để dành lại rồi mời cả nhà nha mời cả nhà nha cái này để dành một cây xúc xích nữa này cả nhà tới lần là hai cây xúc xích luôn á cả nhà ủng hộ hai ông cháu mình nha ủng hộ hai cháu mình nha cho đăng kiếm một like nha cả nhà mời cả nhà với con khô luôn nè khô cái mé luôn xúc xích này cả nhà miếng ngọt ngọt ngon quá có ngon hả ngon quá cái này để dành nha cả nhà một cây xúc xích đó nè cả nhà mình ăn lần ba cây xúc xích luôn á cả nhà con ăn bằng ba cây xúc xích nóng quá xúc xích này cả nhà cái này để dành lần ngoài cả nhà ăn với con nha cả nhà ủng hộ hai ông cháu mình nha cho hai ông cháu mình một like một đăng ký nha cả nhà cả nhà nha chúng xích tính luôn nè cả nhà mấy cây vậy 100 cây luôn 4 cây rồi 1 cây 2 cây ba cây 4 cây ngon chưa? Chua mời cả nhà nha
đi đám đông đây ngoại. Cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ tin của Thanh Hoa. Xin chân thành cảm ơn. Qua bên nhà nha. Bye bye cả nhà nha.